Shop Hoa Giấy xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979637554, có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 14 giờ mỗi ngày. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái bình rót hình chiếc lá. Bình rót của Arita rất là đẹp. Họa tiết này được vẽ tay rất là đẹp các anh chị. Đây là cái miệng rót nè. Chỗ này để chúng ta châm lên. Thường cái bình này thì nó để rót cái gia vị. Rất là dễ thương. Cao là 5.5. Dài 12. Rộng là 5.5 và sản phẩm H1 giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly sứ của Cutani rất là đẹp. Cái ly này trên thân nó vẽ hoa trà. Họa tiết nó được vẽ tay bằng men nổi. Cực kỳ tinh tế các anh chị. Nét vẽ rất là đẹp. Cực kỳ đẹp. Triện nó được phủ men xanh nè. Cái triện trong cái mộc vuông này là cái dòng được sản xuất vào những năm 1960. Nó cao là 8.5. Đường kính 6.5 và sản phẩm H2 giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén men lam xưa. Cái chén men lam xưa, dòng men lam rất là thanh. Ở trên nó vẽ hình núi Phú Sĩ và rồng cách điệu, hình con rồng các chị, lông ẩn, núi Phú Sĩ, cốt rất là dài nha. Trong lòng nó vẽ chủ đề tế hàng tam hữu, tức là tùng trúc đào. Cao là 5.5, đường kính miệng là 10.5. Nó vẽ hai con rồng cùng với cái quả châu, mà sản phẩm H3 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly trà gốm rất là đẹp. Tạo hình sushi nhìn rất là ấn tượng đó. Cái ly này nó thuộc cái dòng gốm Oribe, Oribe men rạng. Cái ly này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày rất là nặng, nó cực nặng đó anh chị. Đấy, nó có triện ký nè. Dưới này nó có cái vết lõi lò nhưng mà nó không ảnh hưởng tới trong nha. Cái này chúng ta thấy bên ngoài nó độc đáo hơn video rất là nhiều. Nó cao là 6.5, đường kính là 8.5, nó nhâm nhẹ chỗ này tí thôi. Chạy mã sản phẩm H4 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái chén men lam xưa rất là đẹp. Cái dáng cũng khá là độc đáo, cái vành nó tạo hình rất là hay các anh chị. Dòng này dòng men lam xưa của Nhật chuẩn xưa nè. Một cái chén thì nó vẽ cái họa tiết sơn thủy, một cái vẽ gọi là Phú Sĩ thập cảnh đó, 10 cái cảnh đẹp của núi Phú Sĩ. Cao là 5.5, này nó cao 5 mà, đường kính của nó là 10, một cái nó khoảng 10.2, cái 10, mà sản phẩm H5 giá 80k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cái hộp ấn triện, cái mực các anh chị, cái mực triện, cái mực chu sa, cái mực để các anh chị đóng cái dấu ấn triện. Nó còn nguyên cái hộp gỗ, trên hộp gỗ nó có chữ ký và triện của nghệ nhân. Cái này nó bằng đồng nguyên khối các anh chị, cái hộp này nó bằng đồng nguyên khối, nó chạm hình một cái này giống như cái vị nữ thần đó, ở trong cái văn hóa của người Nhật này. Rất là đẹp. Này nó còn chưa sử dụng nha các chị, còn mới chưa sử dụng. Cái này nó bằng đồng nha, bằng đồng nguyên khối rất là nặng nha. Cao 2, đường kính 8.5 mà sản phẩm H6 giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái triện đó các chị. Cái này là hai cái triện bằng gỗ nha. Shop nghĩ cái loại này là gỗ quý nè, cái màu gỗ rất là đẹp. Cái vân, cái màu gỗ rất là đẹp. Cái triện, những cái triện này nè là nó được khắc hoàn toàn thủ công, nó được khắc tay rất là công phu các anh chị. Những cái nghệ nhân mà khắc những cái triện này là những cái nghệ nhân kỳ cựu. Chúng ta coi trên những cái YouTube á, những cái video trên YouTube mà thấy những cái nghệ nhân mà họ khắc triện này nè các anh chị, rất là công phu nha, cực kỳ công phu á. Cái triện này nó có cái nắp bằng gỗ luôn các anh chị.
nó rất là hít các anh chị. Để vô như thế này nè, khi các anh chị để vô nó đẩy cái không khí ra, các anh chị rút mạnh ra như thế này nó mới ra được nha, rất là công phu. Cái chuyện này nó điêu khắc còn công phu hơn cái chuyện vừa rồi nữa, nó giống như hai cái lớp vậy, ở trong vòng tròn, ở ngoài vòng tròn, với những cái chữ vô cùng chi tiết. Những cái này nó được khắc tay không á chị, đòi hỏi là những cái nghệ nhân kỳ cựu. Nếu mà ở Việt Nam các anh chị mà mướn những người mà khắc cái chuyện này nè, nó rất là đắt tiền nha, tiền triệu không á. Nó dài là 6.5, đường kính là 2, cái chuyện vuông này nó cũng dài là 6, đường kính của nó cũng là 2, mà sản phẩm H7 giá 250k. Nó có cái hộp luôn nha các anh chị, cái hộp đậy rất là khích. Mà sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ ly trà men thúy hồng rất là đẹp các anh chị. Cái này thì nó phù hợp với cỡ trà Việt, men thúy hồng rất là đẹp anh chị, cực kỳ đẹp, phủ trên cái nền men rạng, cốt dày rất là nặng. Này trong lòng nó đều có men hết trơn, phủ men thúy hồng hết các anh chị. Chúng ta thấy hàng thủ công cho nên là mỗi cái là nó mang cái vẻ khác nhau. Dù nó cùng bộ, nó cao 3.5, đường kính 6.5, mà sản phẩm H8 giá 200k trên bộ này. Sản phẩm tiếp theo rất là độc đáo. Cái này các anh chị gọi là chén cũng được, cái chén có chân hay là cái chậu đều được. Cái men màu kiểu màu hồng cánh sen hay là màu đỏ đó, đỏ nhạt cánh sen đó anh chị, giống như màu của cánh hoa sen. Nó có ba cái chân, đặc biệt là cái phần trong lòng này nó phủ men và nó được mạ bạc chỗ này nữa anh chị. Chỗ này nó tạo hình xù xì, nó mạ bạc giống như cái vòng để nó tạo cái điểm nhấn rất là hay. Chúng ta biết những sản phẩm mạ bạc là những cái sản phẩm rất là có giá trị, đáy nó có triện ký nè, có ba chân như thế này nhìn rất là đẹp anh chị. Nó cao 6, đường kính 12 năm, mà sản phẩm H9 giá 240k trên bộ này, như 80k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cha quan gốm Sino. Cái này là cái dòng Sino trắng men tuyết, chúng ta nhìn vào giống như là tuyết mà nó bao trùm lên vạn vật, rất là độc đáo. Cái dòng này là cái phiên bản hiếm, thật ra nó là một cái dòng hiếm. Cái dòng này, những cái kiểu men này nè, ở Nhật thì nó rất là giá trị, do ở Việt Nam chúng ta chưa hiểu đúng cái giá trị của nó. Những cái chén này là các anh chị, ở dưới đáy nó đều có triện hết, nhưng mà thường nó bị phủ men cho nên chúng ta không có thấy. Rất là đẹp, cốt dày rất là nặng nha, cao 9, đường kính 14, mã sản phẩm H10 giá 120k. Tiếp theo cũng là một cái bình gốm Sino men tuyết nữa, nhưng mà nó kết hợp với Sino trắng và Sino xanh. Cái màu này gọi là màu Sino xanh các anh chị. Thường thì Sino chúng ta hay gặp cái màu đỏ cam, hiếm gặp cái màu Sino xanh và Sino trắng nha. Cái này nó phủ men tuyết nhẹ hơn cái bình vừa rồi, đấy nó có triện ký của nghệ nhân này các anh chị. Kiểu men bên ngoài rất là độc đáo, cốt rất là nặng nha. Nó cao là 14, đường kính miệng là 4.5, vòng thân 33, mã sản phẩm H11 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái chén trà, xin lỗi, ba cái chén trà, nó thuộc cái dòng gốm Nebashima, dòng sứ Nebashima rất là đẹp các anh chị, cực kỳ đẹp. Hai cái chén nó thuộc cái dòng sứ Nebashima rất là đẹp, nó vẽ quả lựu, họa tiết này nó được vẽ tay nha. Nebashima là cái dòng nổi tiếng với cái cách vẽ rất là đẹp, họa tiết nó được vẽ bằng men nổi, cốt sứ xương thấu quang, cực kỳ đẹp. Và cái chén này nó có vết tóc rồi, chén này nó có vết tóc rồi, còn có hai cái. Mã sản phẩm là H12 giá 120k trên hai cái này các anh chị. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chuyện bằng đá mã não tự nhiên đó các anh chị, đá mã não rất là đẹp. Nó có cái hộp da, bọc da. Đá mã não. Cái chuyện này khắc rồi nha các anh chị, chúng ta thấy cái phần mà nguyên cái ổ đá mã não, cái phần mà có cái văn này nó rất là ít nha. Chuyện này nó được khắc rất là đẹp đó anh chị. Những cái này nó khắc thủ công đó.
màu mã não rất là đẹp, thanh. Nó dài là 6.5, rộng là 1.3. Mã sản phẩm H13 giá 200k. Sản phẩm tiếp theo khá là đặc biệt các chị, một cái dụng cụ chăm cà phê. Cái dụng cụ chăm cà phê bằng sứ nha, sứ xương của Kalita. Đây là một cái thương hiệu hàng đầu cùng với Hario về sản xuất những cái sản phẩm cho ngành trà và cà phê, đặc biệt cà phê đó anh chị. Nhưng mà thường Hario thì nó mạnh về thủy tinh, còn nếu mà sứ thì Kalita. Rất là hiếm gặp, thường thường đa số chúng ta gặp là cái sứ trắng, sứ thường, không có gặp sứ xương. Và nó được viền vàng như thế này. Cái này á, các anh chị hiện nay á, thì trong các siêu thị nó có cái giấy, cái giấy lọc cà phê đó anh chị. Các anh chị để cái giấy xuống dưới này nè, rồi các anh chị mới chăm cà phê, để cái cà phê vào, rồi các anh chị mới chăm giống như cái phin bình thường. Nó cao 7, đường kính là 9.5, mà sản phẩm H14 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ ly trà thấu quang xưa rất là đẹp. Cái bộ này cái chuyện là chuyện Hán tự có chị, 4 chữ. Này dòng China xưa nha, của Cảnh Đức Trắng nè. Dòng này rất là nổi tiếng rồi. Dòng này dòng xưa, cao là 5.5, đường kính 7.5, mã sản phẩm H15 giá 240k trên bộ này. Sản phẩm tiếp theo là một cái bộ sản phẩm cực kỳ dễ thương các chị. Một cái bộ dĩa sứ, dĩa này dĩa sứ nha. AIK nè, dĩa sứ AIK. Rất là đẹp. Cái bộ này nó vẽ hình mèo. Ở Nhật thì mèo nó tượng trưng cho sự may mắn, mèo Neko á, mèo thần tài đó các chị, nó tượng trưng cho sự may mắn. Ở đây nó có tặng kèm thêm một cái dĩa nhỏ nữa các chị. 5 cái dĩa lớn và một cái dĩa nhỏ. Rất là đẹp. Ở chỗ những cái hình mèo này chúng ta rờ vào nó nổi lên nha. Màu hồng rất là dễ thương. Hai cái tai màu hồng, cái mũi màu hồng, nó được vẽ tay rất là đẹp anh chị. Cực kỳ dễ thương. Này nó của AIK. Đường kính của cái dĩa to đó là 16, đường kính của dĩa nhỏ là 14, mã sản phẩm là H16 giá 250k trên bộ này. 6 cái. 5 cái to và một cái nhỏ. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ bộ dĩa này nó của Oren SRS được anh chị. Cái bộ này là cái dòng này là cái dòng sứ xương đẹp Phai China, nó có từ năm 1883. Cái dòng này là cái huy hiệu nó của nó là hình hai con sư tử Istanbul. Dòng này rất là đẹp. Dĩa này là cái dĩa bánh nhỏ anh chị, rất là đẹp nha. Ở trên thân nó vẽ hình những cái hình ảnh đại diện cho những cái thành phố lớn, ví dụ như Khải Hoàn Môn ở Paris nè, cái nhà thờ ở Munich nè, Munchen á, rồi một cái nhà thờ ở Áo nè, Wien nè, một cái tháp ở Budapest, cái tòa thánh đường ở Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, một cái thánh đường ở Sofia của Bulgari, rồi cái tòa nhà San Bết nè, và Judith nè. Đường kính của nó là 14, mã sản phẩm H17 giá 120k trên bộ này. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ muỗng đó chị. Cái này nó có hai bộ, 4 cái giống nhau và 2 cái giống nhau. Cái bộ muỗng này là cái bộ muỗng cà phê đó chị, dùng cho những cái tách cà phê đó. Muỗng này dùng để uống cà phê nóng, cà phê sữa nóng. Trên thân nó vẽ hoa rất là đẹp anh chị. Muỗng này sứ nha, chất liệu của nó là sứ, vẽ hoa rất là đẹp luôn. Hai cái này nó giống nhau, 4 cái này nó giống nhau, số gom lại bán, tại dùng có số anh chị thì người ta cần nhiều. Mã sản phẩm H18 giá 150k trên bộ này. 6 cái, dài là 11 năm, rộng 2.5. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố sứ. Thố sứ dán bắt dán lục giác rất là đẹp. Trên thân nó vẽ cái cây rau chai đó anh chị, cái loại rau bình dị,
đấy, nó có triển ký. Thố này dạng thố to rồi, ở Nhật thì những cái thố như thế này là thố to đó, rất là đẹp nha. Nó cao tới cái vành là 6.5, tao có cao tới cái nắp là 9.5, đường kính 15, mà sản phẩm H19 giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái an men lam. Cái an này nó dùng để đựng nước, cái bình, cái này gọi là cái bình thì đúng hơn, cái bình đựng nước trên bàn trà. Nó vẽ hoa dây rất là dễ thương. Ở trong lòng cái men nó có chỗ nó thâm trong lòng như thế này các chị, nhưng bên ngoài nó không có. Đây, bên ngoài chúng ta thấy nó không có. Đây, nó có triện ký nha. Cốt dày rất là nặng, men lam đẹp. Cao 14. Đường kính trong của miệng là 11.5. Đường kính thân á là 16. Dòng thân của nó là 49 năm, mà sản phẩm H20 giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái bình, hai cái hũ, hai cái bình đựng trà bằng đá, đá cẩm thạch, cái dòng đá Memple rất là đẹp. Cái nắp rất là thích các anh chị, các anh chị thấy vậy chứ, chúng ta đậy vào nè, ta rút ra nó rất là thích này. Cái nắp nó trầy tí xíu, nhẹ không đáng kể. Cái này thì nó khắc hình những cái cổ xe ngựa, những cái hình cổ xe ngựa. Ở đây nó có mẻ nha các anh chị, cái này cái nắp nó mẻ, nắp nó mẻ, đáy nó cũng mẻ, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là cái chức năng ở trong của nó. Nó điêu khắc đẹp. Cao là 11, đường kính 7, mà sản phẩm H21 giá 150k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly. Cái này nó thật ra đó các anh chị, nó giống như một cái ống cắm bút hay là cái ống để làm cái dụng cụ mà đựng những cái trà cụ các anh chị, thì rất là đẹp. Nó là đá cẩm thạch, dòng đá onyx, màu đá đẹp, rất là thanh. Đặc biệt là nó rất là dày, rất là nặng nha, cực dày cực nặng. Cái này nó dính cái băng keo, đá nó trong lắm anh chị. Đây chúng ta thấy nè, chúng ta đưa vô nó thấu quang rất là mạnh, trong, rất là trong. Thì các anh chị để trên bàn trà để đựng những cái trà cũ. Nó cao 8.5, đường kính của nó là 5.5, mã sản phẩm H22 giá 150k. Cái này các anh chị làm ấm cắm bút cũng đẹp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu celadon xưa. Ở Nhật thì cái chậu này nó là cái chậu cắm hoa Ikebana, cắm hoa theo phong cách thiền, một trong những cái gọi là hoa đạo. Ở Nhật có trà đạo và hoa đạo. Nguyên cái chậu nó bằng men ngọc hết các anh chị, rất là đẹp. Chậu xưa nha, chậu này chậu xưa, màu men rất là sâu, dòng men ngọc này men chuẩn, rất là đẹp. Chúng ta thấy những cái chỗ không phủ men này nó lên cái màu cam, là cái màu oxit sắt ở trong khoáng đó. Những cái sản phẩm xưa nó mới có anh chị. Đây triện ký nó nằm đây nè các anh chị. Cốt dày rất là nặng nha, đặc trưng của celadon là cốt nặng. Cao là 11, đường kính 23 năm, mã sản phẩm H23 giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bát, cái này gọi là cái tô các anh chị, đúng hơn, ở miền Nam thì gọi là cái tô, tô men lam xưa, chạm xưa này, chạm cổ nữa các anh chị, này chuẩn chạm cổ. Trong lòng nó vẽ cuốn thư, một trong bát vũ bối của nước Nhật. Trong này nó có hình hai cái con rắn, hai con rồng. Đây hình một cái đỉnh trầm. Và tiếng này nó được vẽ tay hết nha các anh chị. Chuẩn chạm xưa đây. Ở dưới trôn á, bên ngoài trôn này nó có cái vết mẻ nè. Ở trong này nó có vết vết tóc. Cái dòng này cốt rất là dày, nặng. Men rất là chắc luôn. Cao là 7. Đường kính của nó là 13 năm, mã sản phẩm H24 giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái nghiên mực, cái nghiên mực bằng đá tự nhiên, cho nên ở miền Nam hay gọi là cái đá mài mực, nó là nghiên mực các anh chị.
nó bằng đá tự nhiên nha, giờ vào nó lạnh ngắt à, mưa nó lạnh ngắt. Nghệ nhân họ giữ nguyên cái lớp ngoài xù xì của đá, tạo cái điểm nhấn rất là hay. Cái phần trong này là nó được làm thủ công đó anh chị. Nghiêng mực cũng là một cái thú chơi của những cái anh chị mà chơi đồ xưa đồ cổ, nó cao là 2.2, nó dài 15, rộng là 9.5, mà sản phẩm H25 giá 150k. Cái đá này nó đặc biệt lắm chị, nó không có giống đá marble hay đá onyx, cái màu nó trầm nhìn rất là hay. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái gạt tàn bằng đá marble rất là đẹp. Gạt tàn thì to, chúng ta thấy nó đơn giản nhưng mà nó đòi hỏi rất công phu nha. Móc ra thế này để mài bóng như thế này đó là rất là công phu đó. Nó cao là 3, đường kính là 15, mà sản phẩm là H26 giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đây là một cái dĩa sâu lồng, cái này các anh chị làm cái dầm trà thì rất là hợp. Một cái dĩa gốm, một cái dĩa gốm mộc rất là đẹp. Ở trong lồng á là họa tiết này nó được khắc nha. Nó khắc hình một cái đóa hoa. Nhưng mà trong cái họa tiết đóa hoa này chúng ta nhìn thấy những cái ký tự giống như thư pháp vậy đó, nó gọi là thư họa, vừa có họa vừa có thư. Này nó được khắc thủ công rất là đẹp. Cái này cái đáy nó phẳng cho nên các anh chị làm dầm trà thì rất là hợp. Đây là cái triện của nó nổi. Phủ men rất là hay. Cao 6, đường kính 25 năm, mã sản phẩm H27 giá 150k. Vành ngoài nó nhâm men nhẹ nha. Để hai cái đó lên. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp dĩa, hai cái dĩa sứ anh chị, rất là to nha, hai dĩa này rất là to. Trong lồng nó vẽ một cái lá giống như cái loại lá dương sĩ rất là đẹp. Lá này được vẽ bằng men lam và được vẽ tay. Chúng ta thấy những cái nét cọ đậm nhạt rất là rõ ràng. Cái này nó được một cặp luôn các chị, được một cặp như thế này. Này rất là to nha. Cái này mà tới Tết hay là đám tiệc trong nhà các anh chị bày cái độ to hay là bày trái cây, nó là 1, 2, 3 cái đáy nè, cho nên nó rất là chắc chắn các anh chị. Cái này các anh chị làm một cái khay trà cũng độc, rất là hợp luôn, tiện ký tay luôn. Cái đường kính của nó là 31, mã sản phẩm H28 giá 150k trên cái. Sản phẩm tiếp theo cũng là hai cái tác phẩm, cái này nó thật ra nó là hai cái bức tranh, hai cái khay. Cái này nó là hai cái khay thì nó hợp hơn, đáy nó phẳng. Cái này các anh chị làm khay trà thì cực hợp. Cái này nó là hai cái bức tranh của họa sĩ Yoshikawa được sáng tác ở Paris. Những cái tác phẩm này nó được trưng bày trong một cái hội nghị, không phải hội nghị, một cái triển lãm mỹ thuật đó, ở Yokohama nè, năm 95. Này nó còn mới nguyên các anh chị, đó là một tác phẩm nè, rất là đẹp. Dưới này nó cũng là một cái tác phẩm nữa, cái bức tranh. Cái này các anh chị trưng bày thành một cái bức tranh hoặc là làm khay trà bày trái cây, đường kính 29 năm, mã sản phẩm H29 giá 150k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái đỉnh các anh chị, cái này là cái đỉnh trầm, cái đỉnh trầm nó bằng đá các anh chị. Cái đỉnh này nó bằng đá, cái này nó giống như đá hoa cương các chị, đá kim sa này. Gọi đá kim sa này các chị, rất là đẹp. Nó ánh cái kim tuyến đó, rất là đẹp nha, nó lấp lánh ánh kim tuyến rất là đẹp. Cái này nó được chế tác thủ công cực nặng. Cái này các anh chị bày trên bàn trà thì cực kỳ hợp rồi. Cái này thì không biết bao giờ nó mới hư, cái này để hoài là nó không có hư các anh chị. Đá mà cao 7, đường kính miệng là 10, đường kính thân 11, mã sản phẩm H30 giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình sứ xưa. Cái bình này cái chân liền thân, dán lọc bình, trên thân vẽ hoa cúc đại đó là quốc hoa của Nhật mà. Rất là đẹp.
cốt rất là già cái gì, bình ngày xưa, chuyện xưa, chuyện xưa cái gì rất là đẹp, cực kỳ đẹp ạ. Cao là 12, đường kính miệng là 6.3, vòng thân 22, mã sản phẩm H31, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà, cái ấm này ấm Tử Sa. Tử Sa thì sao không có lành, lâu lâu mới khui được anh chị. Màu đất nâu, rất là đẹp. Tiện nè các anh chị, ở trong lồng thì nó có 7 cái lỗ, 7 cái lỗ như thế này, lọc 7 lỗ, giống như đó hoa đào. Cái này dung tích nhỏ lắm, dung tích nó khoảng chắc 5 đến 80ml rồi. Thường Tử Sa thì nó sắp thấy cỡ này à, chắc khoảng 80ml. Mã sản phẩm H32, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa, một cái bình hoa bằng đồng, một cái bình hoa bằng đồng, bình hoa bằng đồng xưa của Nhật các anh chị. Đây chúng ta thấy cái cạnh này nè, nó tróc cái sơn nó ra cái màu đồng, cái dáng rất là hay đó chị. Ở Nhật thì những cái bình này là những cái bình cắm hoa Ikebana, những cái bình cắm hoa Ikebana. Cái bình này dáng rất là hay nha, những anh chị mà chơi theo cái hướng hút lọc thì gọi là bình hút lọc, bụng nó to tròn, miệng rất là nhỏ luôn. Dáng này gọi là dáng hiếm, ở đáy là nó có truyện đó các chị, truyện và ký tự luôn. Cốt dày nặng nha, nó cao là 12 năm, đường kính miệng là 3.5, vòng thân của nó là 52 năm, mã sản phẩm H33, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa Celadon. Bình hoa Celadon rất là to các anh chị, bình này rất là to. Bình này rất là to. Này nếu mà để cái xốp bớt cái đèn để các anh chị thấy được cái họa tiết trên thân đó nè. Ở trên thân nó chạm nổi cái ký tự là những giống như những cái chữ cổ, những cái chữ viết theo lối cổ hay là những cái truyện nó được viết theo lối cổ. Nhưng mà nếu mà chúng ta bớt đèn thì chúng ta không thấy cái độ bóng của men, chúng ta để đèn thì chúng ta lại không thấy chữ rõ khi mà chúng ta để cái máy ở xa. Bốn mặt nó đều có cái chữ như thế này các chị. Cái bình này dán rất là hay, cái dáng hình vuông, miệng tròn, ngụ ý là trời tròn đất vuông theo cái quan niệm của phương Đông xưa đó các chị. Bình này rất là to nha, sao phải để cái máy xa như thế này nè. Bình này cái dáng nó là độc, dáng cổ. Celadon, Celadon mà nó ngã trắng, nó gần như bạch định đó các chị. Cốt rất là nặng nha, đặc trưng của Celadon cấp cốt rất là nặng. Bình này cũng dạng bình xưa nè, cốt già. Nó cao là 32, đường kính miệng là 11 năm, vòng ngoài của miệng á 11 năm, cái vòng thân á là 58, mã sản phẩm là H34, giá 950k. Phiên bán hàng của ngày 22 tháng 9 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.